các em, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu xem nơi nào sáng nhất và tối nhất ở trong lớp nhé. Nơi nào có độ sáng mạnh thì số đo sẽ lớn. Nơi nào có độ sáng yếu thì số đo sẽ thấp. Một điều quan trọng mà các em cần phải chú ý đó là độ sáng tiêu chuẩn ở trong phòng học của chúng ta. Đó là từ khoảng 300 đến 500 lux. Trong đó, lux là đơn vị đo ánh sáng. Vậy để tiến hành được thí nghiệm thú vị này, chúng ta cần những dụng cụ sau. Thứ nhất, đó là bộ cảm biến ánh sáng, gồm bộ số liệu và đầu thu. Thứ hai là bộ chuyển đổi tín hiệu wireless. Thứ ba là một cáp kết nối. Và để hiển thị được kết quả, chúng ta sẽ cần sử dụng một chiếc điện thoại di động. Các em có thể sử dụng tablet hoặc là laptop ở nhà. Để cố định được thiết bị cảm biến, thầy sẽ sử dụng một chiếc giá. Thầy sẽ sử dụng một tờ giấy A4 để thay cho quyển vở của chúng ta. Thầy sẽ sử dụng một chiếc thước để đo được khoảng cách từ đầu thu đến quyển vở. Toàn bộ các thiết bị trên sẽ được đặt ở trên một cái khay nhựa để thuận tiện cho việc di chuyển. Sau đây thì thầy sẽ bắt đầu tiến hành việc kết nối các thiết bị. Đầu tiên, thầy sẽ kết nối thiết bị cảm biến với điện thoại. Sau khi kết nối được thiết bị cảm biến ánh sáng với bộ thu nhận số liệu wireless, chúng ta sẽ sử dụng phần mềm ở trên điện thoại. Sau khi vào được giao diện của phần mềm, chúng ta sẽ mở phần đo lường. Sẽ cần một chút thời gian để điện thoại có thể tìm được cảm biến. Sau khi số đo của cảm biến được hiện ở trên điện thoại, chúng ta sẽ làm hiển thị giá trị đấy lên và phóng to cửa sổ đấy ra để việc đọc kết quả được thuận tiện hơn. Tiếp theo, thầy sẽ gắn đầu thu của cảm biến vào giá. Sau đó, thầy sẽ đặt các bộ phận khác của cảm biến lên giá. Tiếp theo, chúng ta sẽ sử dụng thước để đo khoảng cách từ đầu thu đến tờ giấy sao cho khoảng cách vào khoảng 10 cm. Tiếp theo, chúng ta đặt điện thoại lên trên giá. Vậy là bộ thí nghiệm của chúng ta đã xong. Sau đây, các em hãy bê bộ thí nghiệm này đến các vị trí khác nhau ở trong lớp và đo cường độ ánh sáng tại những điểm đó. Chúng ta sẽ đo ánh sáng tại bàn học bên cạnh cửa sổ, bàn học cạnh lối ra vào, bàn học ở giữa lớp và bàn học ở cuối lớp. Các em hãy nhớ ở những vị trí khác nhau, chúng ta hãy ghi lại kết quả đo và tờ giấy nhé. Vậy là chúng ta đã tiến hành thí nghiệm xong. Chúng ta đã tìm được vị trí nào có độ sáng lớn nhất, vị trí nào có độ sáng yếu nhất chưa? Chúng ta hãy so sánh xem độ sáng ở lớp học của chúng ta có đạt được tiêu chuẩn hay không. Các em hãy nhớ, khi ngồi học hoặc khi đọc sách, chúng ta phải ngồi ở những nơi có độ sáng đạt được mức tiêu chuẩn. Nếu không, chúng ta có thể mắc các bệnh về mắt, ví dụ như cận thị hoặc là viễn thị. Vậy là thí nghiệm đã xong. Hẹn gặp lại các em trong những thí nghiệm tiếp theo.